Cứ vào mỗi dịp cuối năm, hàng loạt mẫu thiệp chúc mừng năm mới được bày bán tại tất cả các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, bưu điện, nhà sách. Những tấm thiệp của Nhật Bản có kích thước 10 x 14,8 cm. Một mặt sẽ là tên và địa chỉ người nhận, một mặt sẽ là hình trang trí, thông thường hình ảnh con giáp của năm đó kèm theo lời chúc năm mới. Tôi thường gửi thiệp năm mới cho bố mẹ ở nơi xa, cũng như bạn bè của bố mẹ mà lâu rồi không gặp, vừa để hỏi thăm họ, chúc năm mới tốt đẹp và hơn hết là biết được họ có khỏe mạnh hay không. Thiệp năm mới bắt nguồn từ thời kỳ Heian, khoảng thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 12, nhưng phải đến năm 1873 khi hệ thống bưu chính tại Nhật Bản được vận hành, thì hình thức thiệp chúc mừng năm mới mới bắt đầu phổ biến và thịnh hành cho đến nay. Những tấm thiệp năm mới là nơi chứa đựng tình cảm của người gửi, có giá trị như món quà đầu tiên trong năm mới, giúp mọi người cảm thấy gắn bó với nhau hơn. Năm nào tôi cũng gửi thiệp năm mới, và cũng hay nhận được thiệp từ họ hàng, bạn bè hoặc thầy cô giáo cũ. Đối với người Nhật chúng tôi, thì việc gửi thiệp như một lời chào và cũng là một phong tục quan trọng. Theo Bưu điện Nhật Bản, có khoảng 1,64 tỷ tấm thiệp sẽ được bán ra thị trường trong dịp năm mới 2023. Ngoài các tấm thiệp chúc mừng năm mới, Bưu điện Nhật Bản cũng phát hành các loại thiệp mừng điện tử có thể gửi qua ứng dụng tin nhắn LINE. Năm nay sẽ có 105 mẫu thiệp được cung cấp, được giới trẻ Nhật Bản yêu thích. Đây là những mẫu thiệp mà Bưu điện Nhật Bản sẽ phát hành trong năm 2023. Trong xã hội hiện đại, có rất nhiều cách để mọi người gửi nhau lời chúc mừng năm mới. Có thể là tin nhắn, gọi điện hay thông qua mạng xã hội. Thế nhưng với đại đa số người dân Nhật Bản, thì việc nhận và gửi đi những tấm thiệp năm mới như thế này sẽ luôn là một truyền thống được mọi người trân trọng và mong chờ nhất trong dịp năm mới. Minh Phương đưa tin từ Nhật Bản.